Chào mọi người. Mời mọi người vô nhà. Mời mọi người vô nhà. Bon. À, như hồi nãy cũng nói với mọi người là hôm nay mọi người đến bất ngờ quá. Thì tủ lạnh nhà Trâm với Tí có gì là khám phá cái đó nha. Không có chuẩn bị sẵn nên cũng ngại quá. Rồi. Khám phá cái ngăn trên trước. Ngăn trên trước nha. Đây là thịt heo nè, gà. Đây là thịt xay đó. Rồi còn đây là cá. Còn ở trên hai cái hộp này á là Trâm đã ướp rồi. Thì để sẵn như vậy có thể là chiều hay tối gì đó hay khuya gì đó đi quay về thì muốn ăn thì rã đông ra là Trâm làm cho anh Tí ăn liền. Đó. Coi như là bà xã nào cũng đầy cũng chuẩn bị đầy đủ vitamin hết. Mà cái món gà này á mà bà mà làm á cái món ram á nha. Ướt gà ram đó là ngon cực kỳ luôn, ngon bá đạo luôn. Ngon, anh nói ngon lát nữa em tưởng tượng là anh lấy ăn liền luôn. Rồi đó là phần trên là phần ngăn đông đá để trữ đồ ăn. Rồi phần dưới mà mọi người coi ha. À, trái cây thì cũng có những cái loại trái cây rất là bình dân như là ổi, mận, ha, dưa hấu. Thì do sở thích của mọi người nha, anh Tí thì anh hay thích ăn ổi. Trâm thì mận với dưa hấu đó. Rồi rau cải đó. Đặc biệt trong mỗi bữa ăn là phải có nhiều rau đó, mới đầy đủ dưỡng chất, đầy đủ tinh chất để tốt với cái da mặt. À, rồi trứng. Trứng thì Trâm nghĩ là chắc chắn nhà nào cũng phải có. Chết rồi, hôm nay sao có hai bộ, sợ còn có 6 cái trứng nè. Trời ơi, cái bình này thường là một đống trứng ở đây nè, mà hôm nay không biết là mọi người đến nên còn có 6 trứng à. Bữa bà đi quay á tôi chiên hết rồi. Bà đi quay 5 ngày tôi chiên hết, mỗi ngày 2 trứng. Lại nhà ăn trứng không? Là mỗi ngày là tới hôm nay là ăn tới 10 trứng rồi đó nha. Ăn nhiều quá nhiều cholesterol không có tốt đâu nha. Thường thường á là Tí rất là nhớ cái món mà thịt ram của bạn. Nó bên ram ngon lắm, như là cái món mà canh chua đó. Canh chua mà canh cải chua nha. Tính ra những cái món đó thì quá là nhớ luôn. Mà món ấn tượng với Tí giống như là đó là bà nấu cho Tí ăn bún riêu. Mà Tí ăn cái vị nó y chang như bún bò Huế luôn. Cái vị nó y chang như bún bò Huế luôn. Nó bên ram ngon lắm. Trâm cũng đi được nhiều vùng miền mà Trâm thấy Trâm tới mỗi vùng miền Trâm được ăn rất là ngon miệng. Thì không biết là vùng miền nào làm nhức nhối, tại vì Trâm thấy giống như là Sài Gòn mình nè, thì có như là bún riêu, chợ Bến Thành chẳng hạn, rồi có gỏi cuốn, rồi như người Huế thì có bánh nậm, rồi người Bắc thì có bánh dày, bánh giò. Nói chung là Trâm thấy bún chả Hà Nội nữa. Bún chả Hà Nội đó, nữa đó. Thì Trâm thấy là mỗi vùng miền đều có những cái món ngon, không có món nào là Trâm không thích hết. Chứ là miền Trung á thì miền Trung được có mì Quảng. Đó. Mì Quảng mà ăn mà đúng gốc một cái, trời ơi, tao nói là ngon, con tôm nó bự mà ngon nhất nhối, nó ngọt kỳ lắm.